Xin chào các bạn, mình ở bên Gara BMT. Hôm nay mình lại thực hiện một cái video thay bi cầu của con xe Hyundai Stretch. Con này là đời 2005-2006 thôi. Thì khách hàng có đem xe đến tả một cái bệnh là đi vận tốc từ 50 km trở lên, nó có một cái tiếng hú, ngồi đằng sau là nó ù, kể cả ngồi đằng trước lái hoặc là ghế phụ đấy là nghe tiếng kêu hú rất khó chịu. Thì khách hàng có nói là xe này đã thay hai vòng bi lắp hay là còn gọi là bi mê sau đó, bởi vì là cái bi này là phải ép vào cái trục lắp ấy thì mới thay thế được nó, mà đã thay thế mới rồi nhưng mà nó vẫn còn cái tiếng đấy, mà trong khi đó là dầu cầu kiểm tra thì vẫn còn đó, nhưng mà cái dầu này thì nó cũng có hiện tượng bị bẩn rồi. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành tháo ra và mình kiểm tra cái bi cầu, bởi vì là cái này là mình khi đưa lên ấy là mình kiểm tra là mình thấy là cái tiếng hú là nó phát ra từ cái đùm cầu. Và khách hàng còn nói là cái bi cắt đăng này cũng thay rồi nhá. Đó, thay cả 3 vòng bi cắt đăng rồi. Thực ra cái này mình gọi là thay bi cầu ấy, nhưng mà nó là cái nằm trong cái đùm cầu kia, còn đâu cái cầu này là nó chạy từ bên bên này sang bên kia cơ. Đấy là cả một cái cầu dài. Còn đây là mình tháo cái đùm cầu ra. Thì tháo đùm cầu ra thì trước tiên thì mình tháo 4 cái con ốc bắt cái cắt đăng. Đó, sau khi tháo 4 con ốc cắt đăng ra rồi đấy thì mình sẽ tháo ốc bắt vòng quanh cái đùm cầu. Đó. Cái này nếu như muốn tháo cái đùm cầu này ra thì bắt buộc là mình phải tháo rút hai cái trục lắp ra. Đó. Làm sao mà nó cách xa được cái ở cái phần đùm cầu, bởi vì cái trục lắp này cái đây là gọi là cầu cứng. Cầu cứng này thì là nó có một cái trục lắp nó ăn xuyên từ ở cái mỗi một bên là nó có một cái trục lắp. Nó cắm thẳng vào cái vi sai. Thì đây mình tháo được cái 4 con ốc này, nó bắt cái đĩa này, cái đĩa hoặc là cái để giữ cái má phanh sau ấy, cái thắng ấy, má phanh guốc, cái này đằng sau nó chạy má guốc thì mình phải rút nó cách xa ra, hoặc là có thể rút hẳn ra ngoài ấy. Thì sau đấy mình mới lôi được cái đùm cầu này ra. Đó, các bạn nhìn không? Đây là cái đùm cầu mình lôi ra rồi này. Thì tí nữa mình sẽ bổ hết toàn bộ ra. Bổ hết toàn bộ ruột gan nó có những cái gì thì mình sẽ quay hết chi tiết lại cho các bạn xem. Đó. Đây là cái đùm cầu này. Nhìn rõ là các bạn nhìn rõ. Nhìn rõ cả cái vi sai rồi là cái vành chậu. Vì trước tiên muốn tháo cái đấy thì mình phải tháo được cái mặt bích. Mặt bích này là cái mặt bích để bắt cái trục cắt đăng vào. Đồng thời là cái mặt bích này nó cắm thẳng vào cái trục. Cái trục này mình gọi là trục quả dứa nhé. Bởi vì là tí nó tháo ra đấy là các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình nó là hình trụ mà nó có bánh răng xoắn, nhìn nó y hệt như quả dứa, thì dân mình hay thường gọi nó là bi vành chậu quả dứa. Đó, tháo mình phải lôi được cái mặt bích này ra này, bao giờ này phải tháo được cái này ra trước đấy, sau đấy là mình sẽ tháo cái gông. Đó, cái gông nó bắt hai bên này, tháo gông này ra.
Gông này là để giữ hai cái vòng bi. Hai cái vòng bi là bi gọi là bi vành chậu nhé. Bi vành chậu hay là gọi là bi vi sai là nó nhé. Đó, mình tháo ra, mình sẽ tháo đều hai bên ra. Đó, sau đấy là sẽ nhấc ra thôi. Cái này cơ bản là cái này là khi mình tháo ra thì không cần phải gõ cái tăng chỉnh đây này. Cái tăng chỉnh này thì sau khi mình nhấc được cái gông này ra thì cái tăng chỉnh này cũng rất là dễ ra. Đấy, bình thường là khi mình nắp vào ấy thì cần phải lưu ý cái tăng chỉnh. Đây là mình tháo ra. Đó, đây là cái tăng chỉnh của cái BV size này. Đấy, và cái vành chậu này. Bởi vì cái vành chậu này nó là cái nó ăn khớp vào cái trục hay là gọi là cái trục mà nó mình gọi là cái quả dứa đấy. Đó, đây là cái tăng chỉnh này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nhìn rõ luôn cả cái bi ở cái đùm cầu này. Đấy, sau khi này nhấc được cái đấy ra là mình sẽ đưa cái vòng bi ra thôi. Đây các bạn nhìn cái ca ngoài của nó ra rồi đấy, ca ngoài cả hai bên. Cái này trông thế thôi nhưng mà cái dầu cầu của nó rất là quan trọng nhé. Các bạn nhìn cái dầu này nó đã gần như là nó rất là bẩn rồi. Khách hàng không chịu khó thay thường xuyên cho nên nó sẽ dẫn đến rất là nhanh hỏng những cái vòng bi này. Dầu nó đặc sệt này. Bởi vì là kiểm tra thì dầu nó vẫn đủ nhưng mà lại bị chết bi. Cái này là mình tí nữa xem tháo ra xong mình sẽ lau sạch cái ca bi để cho mọi người cùng xem. Đó, cái này mình đóng ra này. Đóng xong rút nó ra thôi. Đấy, các bạn nhìn sơ qua có vẻ nhìn nó rất giống hình cái quả dứa không? Đấy, cái bi này nó cũng ra rồi này. Cái này mà muốn ra nữa, muốn ra hẳn cái vòng bi này thì mình phải ép nó ra. Đây là cái ống dẫn hướng này. Ống dẫn hướng nó vừa là ống dẫn hướng vừa là cái căn của cái trục quả dứa này. Để nó ăn ra cái mặt bích ấy. Cái này là sờ cái ca ngoài của nó cũng gọn tay lắm rồi. Cái nào khi chạy lên cái vận tốc đấy nó hú rất là mạnh. Bản thân những cái bi vành chậu quả dứa này thực ra nó rất là ít hỏng với những cái xe tải nhẹ như này. Bởi vì cái dòng Starrex này gần như là bây giờ người ta hoán cải hết hoặc là đăng ký sang phần bán tải rồi. Bán tải những con này thì tải nó cũng không nhiều hàng như những cái dòng xe tải khác. Gần như là những cái dòng xe tải kia thì nó hay bị hỏng cái này nhiều hơn là những cái dòng xe bán tải kiểu này. Bán tải kiểu này thì chở cũng không nặng lắm. Đây là mình tiến hành mình đóng luôn cái ca ngoài ra. Ca ngoài của cái bi vòng bi quả dứa này. Nó ra rồi đấy. Đây là ca trong này. Ca trong này thì nó cũng là bi răng ngựa nha các bạn nhé. Hay là còn là bi đũa. Bi này nó là dạng bi côn.
Bicon như này nó rất là khỏe này, mà nó rất bền, chịu lực rất tốt. Đây mình đã tháo tung hết ra rồi đấy, còn ca ngoài thôi. Ca ngoài thì nhà sản xuất người ta sản xuất là cái ca ngoài này là gần như là đóng được ra, bởi vì người ta tạo cái bốn cái rãnh để cho mình tì cái đòn để mình đóng, hoặc là mình tì những cái đục để mình đóng cái ca ngoài ra. Đấy, cái ca trong này mình xoay xoay cái này là đã thấy hiện tượng gượng này, gợn lắm rồi, cho nên là nó cái tiếng hú cái tiếng ù là nó phát ra từ đây này. Toàn bộ một cái đùm cầu này thì nó có bốn cái vòng bi thôi, còn đâu mình kiểm tra là cái bộ vi sai này là không có hiện tượng bị ghẻ hay là bị rỗ bánh răng hoặc sứt, không thấy. Sau khi tháo tung hết ra rồi thì mới quyết định là thay bốn vòng bi. Một bộ đầy đủ của nó là gồm có bốn vòng bi, hai vòng bi vi sai và hai vòng bi quả dứa. Đấy, đây là mình đóng càng ngoài này. Cái này nhà sản xuất là người ta khứa 4 điểm. 4 điểm để cho mình dùng đục hoặc dùng cái dụng cụ để mình đóng cái càng ngoài ra. Đây là cái lá căn của cái vòng vành bi đấy. Đó, đây là càng ngoài nó ra rồi này. Đấy, tí nữa mình sẽ lau sạch sẽ đi để cho mọi người cùng nhìn xem cái vòng bi nó có hiện tượng gì không. Ca ngoài đấy, ca ngoài này là có vòng bi đầu quả dứa nhá. Đó, các bạn nhìn nào, cái vành ngoài ấy, là nó có cái hiện tượng là nó bị cháy ấy, cháy xém ấy. Mà nhìn thấy nó cũng có phần nó sờ cái ngón tay vào là nó có cái điểm gợn. Đó, các bạn nhìn chưa? Này thì làm sao mà nó không có hiện tượng hú hay là ù. Cắt hết côn đi vào rồi mà nó vẫn có hiện tượng ù. Khách hàng đem đi thay hai vòng bi mây ơ sau hai bên. Đấy, hoặc là gọi là bi lắp là nó. Đóng nốt cái ca ngoài của cái vòng bi bi to, bi này là bi nó nằm sát ở cái quả dứa. Sau khi đóng hết cái ca ngoài nó ra rồi thì là mình sẽ tiến hành vệ sinh thôi, vệ sinh sạch sẽ, bởi vì gần như là cái bi này là ăn là sẽ ăn theo bộ. Đấy, mình thay thế thì gần như là thay luôn cả bộ để cho nó chuẩn. Đó, các bạn nhìn nào, bản thân là cái bi này nó là bi côn. Bi côn mà nó còn có hiện tượng bị cháy xém kiểu này. Đó, ca là nó có hiện tượng là nó có cái điểm. Đây là mình nhìn như này mà nó còn thấy nhá, các cái điểm nó cứ rỗ rồi đấy. Đấy, làm sao mà nó không bị hú. Sau khi kiểm tra hết bốn cái vòng bi là thay thế xong thì là mình, đây là mình vệ sinh sạch sẽ này. Cái này nếu như mà thay những cái vòng bi này thì cần phải vệ sinh sạch sẽ, làm sao mà càng sạch càng tốt, bền hay không là nó cũng cái vệ sinh này nó đạt rất là chuẩn đấy.
Nếu như vệ sinh mà không chuẩn, không sạch sẽ là nhanh hỏng bóng bi lắm. Kể cả những cái phần vi sai này, vi sai này thì không có hiện tượng bị rỗ hoặc là bị sứt mẻ. Nên là phải dùng súng hơi xì sạch. Sau khi mình vệ sinh sạch sẽ hết thì là tiến hành là thay bi mới. Thay bi mới thì là đây này, cái thay của cái hãng bi của Nhật này, LTL này. Cái này làm sao mà mình phải lưu ý là đúng chỉ số của nó nhé. Đấy, đúng chỉ số. Trường hợp nó chỉ cần sai số, sai một con số thôi là cái đường kính ca ngoài đấy là nó đã khác rồi. Hoặc là cái độ côn, độ vát nó đã là khác rồi. Đấy, nên là xong là mình sẽ ép vào thôi. Cái này là ép cũng được, mà có thể là mình đóng thì mình tìm một cái cốt làm sao nó vừa khít vào cái ca trong của vòng bi này. Đó, thì mình sẽ đóng vào. Đóng làm sao mà nó sát vào cái mặt dưới cùng của cái vòng bi ấy là ok. Cái này đóng thì làm sao nó phải cân, nó cân và nó đều là bi nó sẽ vào thôi, vào thu thút. Hai bên đều như nhau nhé, bởi vì là bi này là hai bên giống nhau, nó không như là cái bi ở cái đầu trục quả dứa kia. Đầu trục quả dứa kia thì nó lại dạng là một vòng to một vòng nhỏ, chứ không phải hai vòng giống nhau. Đó. Sau khi xong xuôi đấy thì mình kiểm tra lại một lần nữa để cho nó chuẩn. Kiểm tra xong thì là mình sẽ lắp ráp thôi. Đây là mình đóng luôn cái ca ngoài của cái vòng bi quả dứa. Đóng luôn ca ngoài vào trước. Cái này, riêng cái bi này thì mình chỉ cần lưu ý là khi mình đóng hoặc là khi mình ép là mình đều phải cho cái điểm tì của nó ở cái vành ngoài vòng bi đó, chứ không được là đưa cả cái cụm bi ấy, thả vào cái, hoặc là gọi là cái dọ bi ấy, thả vào cái ca ngoài mà đóng là nó sẽ hỏng ngay đó. Đó, sau khi đóng xong thì là tiến hành lắp ráp thôi. Thì bây giờ cũng thế, mình tháo cái gì ra trước thì lắp vào sau, mà tháo cái gì ra sau thì sẽ lắp vào trước. Đó, đây là cái lắp cái bộ cụm quản dứa này vào này. Đó.
Sau khi đưa được cái trục quả dứa này vào thì là mình sẽ bắt mặt bích. Đưa cái căn này vào. Những cái căn này nó cũng rất quan trọng này. Bản thân cái này nó là bi côn. Hai đầu nó là đều là bi côn. Cái bi này thì làm sao mà không bao giờ được vặn chết cứng. Vặn chết cứng là lên chỉ chạy được khoảng độ một lúc là sẽ chết. Sau khi xong rồi thì là mình lắp phớt thôi. Cái phớt này thì nó bản thân của nó là đúng ra là không cần phải cho keo. Nó là cái ca ngoài bằng sắt. Đấy, nhưng mà thôi mình cứ cẩn thận cho keo và cho nó chắc ăn. Chứ không thì lên mà nó có vấn đề gì lại nghi ngờ. Cái này đúng ra ấy là muốn đóng cái phớt này vào ấy, mình có một cái dưỡng phẳng. Đấy, mình đặt ở cái vành ca ngoài. Đó, sau khi mình đặt xong mình ép vào. Không thì có thể là mình dùng cái búa mình đóng. Mình đóng làm sao cho nó đều. Đều nó cân. Nó cân là được. Tránh cái hiện tượng mà đóng mà nó bị méo. Nếu mà méo cái ca bằng sắt này nó rất là khó vào này. Cái thứ nhất, thứ hai, vào là vớ vẩn là nó bị vênh cơ. Để mà ép được thì là tốt nhất. Nhưng mà đây là mình đóng làm sao nó cân nó đều là được, là chuẩn. Đều hết tất cả các cạnh này được. Đó. Sau khi đóng xong thì mình cẩn thận thì mình lau chùi sạch sẽ hết toàn bộ cái keo. Keo nó phè ra ngoài đấy. Sau khi đóng phớt xong thì mình lại nắp cái mặt bích vào thôi. Bởi vì là cái phần này nó là phần ngoài. Phần ngoài thì mình cần phải bắt cái mặt bích này vào này. Để tí nữa mình nắp cái bộ vi sai với cái bộ vành chậu kia vào ấy. Thì mình có cái điểm để mình xoay tay. Xoay tay cho nó nhẹ nhàng. Nghĩa làm sao mà khi mình lắp ráp vào mình quay tay nó đều. Đều tay. Không được ghì quá. Nếu mà ghì quá là cái bi này bản thân nó là bi côn ấy. Bi côn thì nó không như là dạng bi đúp hay là còn gọi là vòng bi hai lửa hoặc là bi hạt tròn ấy. Bi hạt tròn thì gần như là hoặc là bi đúp này là mình sẽ phải siết chặt, siết càng chặt càng tốt. Nhưng bi này là siết nó phải có điểm dừng, nếu như mình siết chặt quá là nó sẽ xảy ra hiện tượng là bị ghì vòng bi. Đó, sau khi xong thì mình sẽ đặt vào thôi. Đặt vào làm sao cái răng của vành chậu kia nó ăn khớp với cái răng của cái quả dứa. Còn nó cái vi sai thì nó nằm ở giữa rồi, vi sai này mình không tháo ra làm gì cả. Kiểm tra hết tất cả không bị sứt sẹo. Sau đấy là mình sẽ đưa cái gông vào. Đưa gông vào trước để nó giữ cái cabi.
Đưa gông mà mình chỉ cần siết tới thôi. Siết tới xong rồi mình sẽ vặn cái tăng chỉnh. Cái phần này là mới là phần quan trọng này, cái tăng chỉnh này. Cái này nếu như mà mình vặn mà nó cái tăng chỉnh này mà cái nó quyết định là nó ra vào của cái giữa cái bánh răng vành chậu và cái bánh răng của cái quả dứa. Nếu như mà không chuẩn ấy là nó sẽ bị nhai bánh răng hoặc nó gọi là bị ghì bánh răng. Một là nhanh hỏng vòng bi, hai là nhanh bị mòn răng vành chậu và răng quả dứa đó. Bản thân cái này nó là bi côn nữa nhá. Bi côn thì làm sao mình lưu ý là mình siết nó có điểm dừng thôi, không được siết chặt quá. Siết chặt là nó sẽ rất là nhanh hỏng. Cái này nó phải có hơi một chút đậu dơ nhé, không được cứng quá. Độ dơ cho phép. Đấy, sau khi mình tăng chỉnh xong xuôi đâu đấy nhá, thì mình sẽ bắt cái gông để hay là cái gọi là cái phanh hãm, phanh chống trôi của cái tăng chỉnh này. Đó. Cái này là các bạn lưu ý là riêng về cái phần đùm cầu này, mình cứ làm sao mà chạy tầm có khoảng độ 100.000 cây thì mình nên thay dầu đi một lần. Cái dầu này gần như là dầu nó không phải dạng là dầu chịu nhiệt đâu. Nó bởi vì bản thân là dầu được bơm vào trong cái đùm cầu này là nó chỉ văng lên thôi. Văng lên để nó bôi trơn cho các cái bánh răng. Đó. Nhưng nó không như là kiểu dạng là dầu máy. Nếu mà dầu máy thì nó là dầu chịu nhiệt cơ. Thì nó khác. Thì mình chỉ cần lưu ý là đúng định kỳ mình thay thì nó sẽ bền hơn. Đó, nó sẽ bền được cái vòng bi. Và nó sẽ không bị cái hiện tượng là bào mòn cái hệ thống bánh răng ở bên trong. Nó như dầu con này ấy, là mình khi mình tháo ra nó rất là bẩn. Rất là bẩn luôn. Sau khi lắp ráp xong thì mình kiểm tra lại lần nữa để quay làm sao cho nó êm. Nên tiến hành lại đưa lên lại lắp ráp vào thôi. Lắp ráp thì mình chỉ cần lưu ý là mình bôi keo hết toàn bộ. Đó, sau đấy là mình siết ốc đều và siết chặt. Gần như là 4 vòng bi của nó là cũng đã bị rỗ hết rồi. Thay cái 4 vòng bi này vào cái là chuẩn chỉ luôn.
chạy thử cho lên cao tốc chạy 80-90 là còn không thấy hiện tượng gì luôn. Bởi vì thực ra là nó mà kêu ở cái phần đùm cầu này thì ai cũng cái này ấy, nó kêu là nó lại dội ra cơ, nó dội sang hai bên đó, cho nên là bao giờ cũng thế là cứ phải thay cái bi mirror trước, sau đấy mới tính cái bi cầu này. Bởi vì cái bi cầu này nó rất là ít hỏng ấy, nó bôi trơn dầu mà. Bôi trơn dầu mà nó nằm ở bên trong nó rất kín, nó không như là những cái vòng bi mirror. Bi mirror thì bảo là ví dụ như phớt nó hở, nó có thể là hết mỡ hoặc là nước nó vào. Đó, sau khi bắt chặt chẽ hết thì là mình sẽ tiến hành nắp lốt cắt đăng. Nắp lốt cắt đăng mà là siết 4 con ốc này thì chỉ cần lưu ý là siết chặt thôi. Đấy, có trường hợp mà siết nó không chặt đấy là nó bị tuột ốc. Tuột ốc nó sẽ dẫn đến hiện tượng nó bị phá. Phá nó nhạy hỏng hết các cái mặt bích hoặc các cái lỗ bắt ốc. Đấy, ngay cái này mình bắt chặt nhé. Bắt chặt vào là ok. Thế sau khi mình làm xong, khách hàng lên chạy thử rất là ưng ý. Thì cái video của mình đến đây là kết thúc nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn yêu thích ô tô hoặc là sửa chữa ô tô thì có thể đăng ký kênh YouTube của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.